không? Ơi, anh đây. Hơi mệt em ạ. Tối nay anh về sớm nhé. Ừ, tối nay anh về sớm nè. Nhà mình có gì vui à? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à? Anh nhớ kỹ lại đi. À, kỷ niệm một năm ngày cưới đúng không? Tối nay anh nhớ về sớm nhá. Ok, anh nhớ rồi. Hẹn gặp em tối nay. Thôi, giờ em đi chợ mua ít đồ đây. Ngân ơi, chị bảo này. Cái gì chị? Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của anh chị. Kỷ niệm ngày cưới của chị hả? Em chúc mừng chị nha. Tối nay nhà mình làm một cái tiệc nhỏ nhá. Giờ hai chị em mình đi chợ mua ít đồ về nấu ăn. Dạ. Sắp được ăn ngon rồi. Sắp được ăn ngon rồi. Chị ơi, lát chị đi chợ chị tính mua gì? Ủa mà vừa nãy em ở nhà em nấu món gì rồi? Em hồi nãy hả? Hồi nãy em chiên thịt. Chuyện thịt có hả? Thịt chiên. Ê chết. Sao? Có chuyện gì? Cái đầu thịt chiên của em chưa tắt. Trời ơi, giờ cháy khét luôn rồi. Chị ơi, không, em không sợ khét. Mà em sợ nó cháy nhà. Úi giời. Giờ lẹ chị ơi, về mau lên. Chị Hoa ơi. Trời ơi, thối quá trời kìa, không có ai hết. Khét rồi, cháy nào lên trên. Trời ơi, chị Hoa ơi. Đằng xóm hết luôn. Trời ơi, bảy đâu rồi trời. Mở cửa để tôi chữa cháy đâu. Gọi gọi cho bả đi. Không dám vô được. Trời ơi, thối không kìa. Thấy chị ơi. Nhanh lên, nhanh lên chị ơi, nhanh lên. Cháy nhà mình, nhanh lên chị ơi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chạy ra, giờ làm sao chạy ra. Lấy nước qua đây. Không được dùng nước, đi ra. Dùng nước nó lổi sao? Thôi cái gì vậy? May cho các chị là tôi mới học phòng cháy chữa cháy đấy. Không thì hôm nay có mà cháy nhà. Mình làm cái việc nhỏ. Giờ chị với em đi chợ nhé, mua thức ăn về nấu cơm. Dạ, đồng ý. Thôi, chị đợi xíu để em vô tắt bếp rút điện thì chị em mình đi nha. Sắp được ăn ngon rồi, sắp được ăn ngon rồi.